shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, nuôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì lâu rồi mình cũng không có quay trở lại với cái công viên khủng long này nữa. Đó, gặp lại mấy bé khủng long này các bạn ơi. Trời ơi, hấp dẫn nha. Thì các bạn đã thấy có cái gì khác biệt chưa? Đó, cái việc nghiên cứu của chúng ta mình đã chuyển vào trong cái bảo tàng luôn rồi. Mình sẽ kết hợp cái góc làm việc cũng như là cái nơi để tham quan ở trọng luôn nha. Ở đây mình đã thay thế bằng chuồng bò cũng như là chuồng heo rồi đó. Và mình cũng đã tiến hành dụ mấy em gà tây về rồi nè. Mấy cái con gà tây này á, các bạn có thể dụ nó bằng những cái hạt dưa hấu nha. Rất là hấp dẫn luôn. Đây mình có cái đường chứa thịt gà tây nè các bạn. Hấp dẫn nha. Chứa thịt gà tây nè. Nói chung thì cũng không có được nhiều. Trời ơi. Và nhìn miếng thịt gà tây nó khá là to bạn ơi. Nguyên một con gà luôn. Còn đây là một miếng thịt gà thường nè. Gà tây nè, ở bên Mỹ với lại bên châu Âu á, người ta ăn rất là nhiều luôn. Và cái con này á, nó cũng khá là quan trọng trong cái lễ tạ ơn đó các bạn ơi. Lễ tạ ơn là người ta thường ăn bánh gà tây đây không nè. Ủa các bạn nhìn nó to không nè. Nhìn nó cái đuôi mình tưởng cái con công không á. Hấp dẫn phải chưởng à. Nó to hơn cái con gà bình thường rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó, thì cái chuồng cũ á, mình đã thay bằng cái chuồng gà tây cũng như là chuồng của vịt nữa nè. Có mấy em vịt nè các bạn ơi. Mình cũng dụ mấy em vịt về luôn đó. Nhìn hấp dẫn chưa. Ủa con vịt thì nó cũng khá là to ha. Nó cũng ngang ngang con gà gì đó. Nhưng mà mình chặt đó nó không có ra thịt vịt các bạn ơi. Nó toàn ra lông thôi mà. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tham quan cái bảo tàng trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn ơi. Ủa có một em bò đứng ngoài này chứ vậy. Giết nó luôn các bạn. Ồ nó cho mình 5 cái da nè. Cất vào hết. Trời ơi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đi vô tham quan cái bảo tàng các bạn ơi. Ủa ngồi đây lại thêm một em bò nữa. Bò sống chuồng hả? Đây này các bạn ơi, chưa gì các bạn đã thấy được những cái bộ xương của khủng long rồi đó. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Đây là xương khủng long nè các bạn ơi. Hấp dẫn chưa. Thì cái bảo tàng của chúng ta có hình ba cái khối cầu nó chập vào nhau như thế này nè. Thì khi vào bảo tàng chúng ta sẽ cần ấn những cái nút này nha các bạn ơi. Đó, mình không có xài mấy cái tấm play. Tại vì sợ quái nó sẽ đi vô được đó các bạn. Ok. Vào trong đây thì mình lại xài những cái tấm play nè. Để cho nó hiện đại hơn. Đó, bước ra thì nó sẽ tự động mở cửa. Hấp dẫn nha. Ở đây mình cũng có treo những cái bức tranh nè. Trời ơi, cái tranh gì nhìn nó nhòe vãi chưởng hả? Không có thấy gì hết trơn hết à. Ở đây thì mình có được hai ngăn. Phía bên đây là cái bảo tàng nè. Đó. Ở bên ngoài thì mình dùng để mà trồng những cái cây cổ đại nha. Thì mình chưa có hồi sinh cái loài cây cổ đại nào cả. Ở đây mình đã trừ diện tích cho tụi nó rồi nè. Đó. Bên này là trồng được hai loài cây nha các bạn. Bên kia cũng vậy, cũng là trồng hai loài cây luôn. Đó. Mình có lót những cái acacia wood nè, làm cái lối đi ở trong. Và ở bên ngoài là những cái gỗ bạch dương đó các bạn ơi. Nó bao phủ lại. Bên này cũng vậy luôn nè. Rồi để mình đi vô trong cái bảo tàng cho bạn cùng tham quan nha. Hấp dẫn hấp dẫn. Khi bước vào trong bảo tàng thì chúng ta thấy được những cái bộ xương của mấy em chim khủng bố nha các bạn ơi. Đó, đây là cái bảo tàng thứ nhất nè. Rồi chúng ta thấy được xương của Gatronic nè. Của Titanic. Ui con này to vãi chưởng anh em ơi. Đây là Forest Harcourt nè. Và cuối cùng là Kelekin nha các bạn. Wow, con Kelekin này nó to hơn cả cái con Forest Harcourt bên kia nữa. Ở đây mình có nuôi một cái em bò trong đây để mà tiện á, cho cái việc vắt sữa để mà cho vào những cái thùng cấy đó các bạn ơi. Cho em bò trong đây luôn. Và sẵn mình sẽ review cho các bạn luôn. Đây là chúng ta có được tất cả các loài cây cổ đại nha các bạn ơi. Tổng cộng là 17 loài. Và cái loài Paleorap này á, thì các bạn đã quá quen thuộc rồi đó. Cái này thì mình trồng ở trong mấy cái chuồng khủng long nó rất là nhiều luôn đó các bạn ơi. Đây, đó, tổng cộng là 16 loại còn lại nữa thôi các bạn ạ. Hấp dẫn nha. Thì bên này á, mình có những cái analyzer dùng để lọc mấy cái hóa thạch thành DNA cho các bạn ơi. Đó, chúng ta có được nè, DNA rất là nhiều luôn đó. Và nó cũng lọc ra cát cũng như là gravel nữa. Hấp dẫn. Trên đây thì mình có được những cái chồng sách nè. Ui mấy cái sách này là của Necromancer các bạn ơi. Wow hấp dẫn ta. Bên đây chúng ta có được sách của Hotter hả. Wow đã chưa. Thì mấy cái Analyzer này nó đều được Hopper dẫn tới một cái chest này nha các bạn ơi. Hấp dẫn nha. Mình cũng có trang trí mấy cái chậu hoa nữa. Đây là chậu hoa bằng thạch anh luôn đó các bạn ơi. Đó.
là chậu hoa của cái mod Carpenter Block đó. Hấp dẫn nha. Bên đây thì mình có một cái workbench nè, Archaeology workbench, dùng để sửa chữa những cái đồ bị hỏng như là mấy cái cây kiếm này nè, những cái mũ nữa. Và chỗ này thì mình có một cái cây mà thất bại đó bạn ơi. Cái cây này có được khi chúng ta đi hồi sinh các cái loài thực vật cổ đại đó bạn ơi. Mà thất bại á thì nó sẽ rớt ra nha. Đó. Và như nó đang bắn ra mấy cái hóa chất nè. Ui nhìn rất là kinh khủng luôn đó các bạn ơi. À. Và như cái hoa ở trên mấy cây này á, nó đổi màu liên tục đó. Hôm nay nó là màu vàng nè các bạn ơi. Ồ, thì các bạn cứ đợi lâu một xíu thôi là tụi nó sẽ đổi qua cái màu khác liền đó. Bên đây mình cũng có để một cái rương ở đây luôn nè. Và những cái chồng sách nữa. Đây là sách Historian, sách của các nhà lịch sử học. Đây là sách cầu vòng các bạn ơi. Hấp dẫn. Mình cũng có treo những cái tranh ảnh trong đây luôn để cho nó đỡ bị trống. Bên này có một cái tranh hoàng hôn ở trên núi thì phải. Nhìn hấp dẫn ta. Bên này là cái tranh gì thì mình cũng không biết luôn. À bên đây vẫn còn có thêm chồng sách nữa các bạn ơi. Vẫn là sách của Necromancer. Và đây là sách gì đó nhìn khá là lạ các bạn ơi. Mình có treo cả tranh của Ripper nữa nè. Ngoài ra thì bên này mình có treo tranh của nhện. Cùng với mấy cái rương á dùng để đồ đó các bạn à. Phía bên này thì mình lại có những cái máy lọc cát nè. Đây là những cái shifter dùng để lọc cát. Chúng ta tìm được mấy cái Dominican Ember đó các bạn ơi. Đó. Những cái Ember này nó rất là quan trọng luôn. Nếu ai chưa biết thì cái Dominican Ember này á là những cái hổ phách đó các bạn à. Trời ơi, nó cũng được mấy cái hopper truyền vào cái chết này luôn. Đó, chỗ này mình có trồng một cái cây nè. Vẫn là Analyzer. Trời ơi. Rồi, có vẻ là tầng 1 như vậy hết rồi nha các bạn ơi. Rồi cái em bò này đi vô. Nhảy cái gì mà nhảy qua vậy. Rồi để mình lên trên cho bạn cùng khám phá nha. Đây, đây chính là tầng 2 của cái bảo tàng thứ nhất nha các bạn ơi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp được hóa thạch của em voi Mammoth nha. Ui, rất là to luôn nha các bạn ơi. Đó, ở đây chúng ta gặp được hóa thạch của hổ răng kiếm nè, Smilodon. Và bên đây là có một em tê giác cổ đại thì phải, Elasmorium nha các bạn. Ui, và sao mình không có thấy sừng của nó ta? Hình như sừng của nó đã bị tiêu biến rồi thì phải. Ui, không có thấy gì luôn. Trời ơi, chưa gì đã xong một ngày rồi các bạn ơi. Để mình đi ngủ một phát cái đã. Rồi chúng ta lại tiếp tục tham quan nữa nha. Tập hôm nay tham quan bảo tàng thôi các bạn ơi. Đó, mình sẽ tiến hành khai trương bảo tàng trong tập ngày hôm nay luôn nha. Để có được cái hóa thạch của kỷ băng hà thì các bạn phải có được cái ta fossil này nha. Đó, cái này thì các bạn có thể kiếm được trong tự nhiên đó. Và khi lít chuột phải xuống đất như thế này thì nó sẽ tạo ra những cái hóa thạch khác nha. Đó, chúng ta có thể chọn được hóa thạch nè. Đây là hóa thạch của hổ răng kiếm nè các bạn ơi. Thì để cho nó lớn lên á, mình sẽ còn bón xương cho tụi nó nha. Đó, cái lít chuột phải vào như thế này thôi. Đến khi nào nó maximum kích cỡ như thế này thì mình sẽ dừng lại nha các bạn ơi. Để nó quay theo chiều nào các bạn chỉ cần bấm chuột phải. Đó, nó sẽ quay theo chiều của các bạn nha. Và ấn shift chuột phải để mà kéo nó về vị trí mà các bạn mong muốn nha. Đó, nếu không cần nữa các bạn chỉ cần đập nó ra, nó sẽ trả lại cho các bạn star fossil cũng như là xương đó. Ui, hấp dẫn chưa. Bên đây còn có một cái hóa thạch khác nè. Hóa thạch của em khá là nhỏ xíu, đó chính là đu đu nha các bạn. Chim đu đu. Đó, nhỏ xíu à. Phía hai bên hông á thì mình có những cái thùng cấy. Đó, đều được hopper dẫn tới một cái chest. Và chỗ này nó cũng có một cái archaeology workbench luôn, cũng như là một cái carpenter shell. Rồi một cái tủ nha các bạn. Tủ này mình đựng mấy cái xô thôi. Xô này để múc sữa bò đó. Wow, mình mở cửa ra khá là hấp dẫn ha. Tủ này thì mình xài của cái mod Carpenter Block á. Và đây là thạch anh đó các bạn ơi. Nhìn cho nó hiện đại một xíu. Qua bên đây thì nó cũng như vậy thôi. Cũng là hai cái shape nè. Một cái workbench. Mình cũng có trồng mấy cây khi mà hồi sinh thất bại ra nè. Ôi, hình như nó đổi màu nữa các bạn ơi. Đó, nó đã sang được cái màu khác rồi nè. Các bạn nhìn nè. Đây là màu xanh dương thì phải. Ui, hấp dẫn chưa. Để mình chạy xuống mình coi mấy cái cây ở dưới nó có đổi màu chưa cái đã. Cây ở dưới nó cũng đổi màu luôn nè các bạn. Ui, hay vãi chưởng ạ. Và thế là chúng ta đã khám phá xong cái bảo tàng thứ nhất rồi nha các bạn ơi. Bên đây sẽ có một cái giường nữa vậy. Hình như mình đặt trong cái lúc xây dựng đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn tham quan hai cái bảo tàng còn lại nha. Ở đây thì mình có một cái bức tranh của các võ sĩ thì phải. Mình dùng mấy tấm play để mà đi cho nó hiện đại hơn nè. Chúng ta sẽ đi qua cái bảo tàng ở phía bên trái trước nha các bạn ơi. Đây là tầng 1 của bảo tàng bên trái nè. Nó cũng có các cái bức tranh, các cái workbench nè, các cái shape, cái chest, bookshelf, những cái máy lọc cát nè. Nói chung cũng khá là y chang hai cái bảo tàng còn lại thôi các bạn ơi. Nó không có khác gì cả. Chỉ khác là về cái phần hóa thạch thôi. Thì tầng 1 này á, chứa các hóa thạch của các sinh vật cổ đại đó. Đầu tiên là Henodot nè. Hấp dẫn chưa. Và để có được những cái hóa thạch như thế này á, chúng ta chỉ cần lít chuột phải bằng cái biofossil này thôi. Đó, lít chuột phải xuống nè.
nó cũng tương tự với lại cái Tafosol với bạn. Chúng ta cũng có thể tăng cái kích cỡ cho cái hóa thạch này bằng cách cho nó ăn xương thôi. Đó, rồi không cần thì mình sẽ đập nó đi. Rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Phía bên này thì chúng ta có được một em quái vật biển khá là kinh khủng luôn. Đó chính là Lyoplerodon nha. Oh, hấp dẫn chưa? Wow, kích thước nó to thiệt sự luôn các bạn ơi. Rồi thì ở bên này thì chúng ta có được em Plesiosaurus nha các bạn ơi. Em khủng long của Nobita nè. Tại vì đây là phiên bản mới á, nên nó đã fit cái kích cỡ lại rồi đó. Cái cổ con này á, nó cũng không có ngẩng lên luôn. Đó. Chứ em khủng long của Nobita hồi xưa á, thì nó ngẩng lên đó các bạn ơi. Ôi, nhìn nó hấp dẫn ha. Bên này thì mình lại có thêm một cái em Ichthyosaurus nữa nè. Ui, hấp dẫn nha. Đây, đây là hóa thạch của Sarcosuchus nha các bạn. Trời ơi, nhìn nó bự vãi chưởng hả. Wow, nhìn nó các bạn ơi. Đây là em cá sấu khổng lồ đó. Ui, hình như nó bị lợt thì phải. Sarcosuchus nhìn kinh khủng vãi chưởng hả. Và bên đây là hóa thạch của Mosasaurus nha. Thương long Mosasaurus các bạn ơi. Ui, to thiệt sự luôn nha. Đó, các bạn thấy nè. Thì khi tới gần mấy bộ xương á, lâu lâu nó sẽ bị mất hình ảnh đó các bạn ơi. Nó bị lót, nó không có đồng bộ nhau đó. Hy vọng là nhóm tác giả sẽ sớm fix cái này lại. Ồ, nhìn xương nó to thiệt sự các bạn ơi, nhìn cái đầu nó nè. Cái đầu nó to bằng mình luôn rồi đó. Tại hôm nay tham quan bảo tàng khá là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Ở đây thì mình có để mấy cái analyzer nè. Cũng như là mấy cái cultivat ở đây hết. Ui, cái chồng sách gì khá là lạ các bạn ơi. Đây là sách Restermit các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan cái tầng 2 thôi các bạn à. Đây, lên cầu thang tầng 2 nè. Đó. Chưa gì thì các bạn thấy được cái cảnh hùng vĩ chưa nè. Trời ơi, kinh khủng. Tầng 2 thì mình cũng không có trang trí ra nhiều. Chủ yếu là mấy cái workbench nè, những cái shape, những cái chest và mấy cái chậu hoa thôi. Để mình ăn một cái đã. Trời ơi, hôm nay làm hướng nhân viên bảo tàng khá là mệt luôn nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chú ý tới những cái hóa thạch khổng lồ trước. Đây chính là hóa thạch của em Tyrannosaurus Rex nha các bạn. Hay còn gọi là T-Rex đó, khủng long bạo chúa nha các bạn ơi. Ui, nó rất là to luôn, to kinh khủng khiếp luôn đó. Wow. Và ở phía bên này á, mình có được hóa thạch của Dilophosaurus nha các bạn ơi. Em này là một khủng long hai màu thì phải. Đó. Cái con này nó phun chất độc làm tê liệt thần kinh đó các bạn à. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ rất là nguy hiểm luôn nha. Và bên đây chúng ta có được hóa thạch của Spinosaurus nha các bạn ơi. Và đây chính là em khủng long có thể đánh bại được Tyrannosaurus Rex luôn nha các bạn. Nó còn ghê gớm hơn cả khủng long bạo chúa nữa đó. Nhìn nó nè. Nó có cái cánh bườm ở trên đó các bạn à. Con này có thể vừa săn mồi ở trên cạn, vừa săn mồi ở dưới nước luôn nha các bạn ơi. Đó, nhìn nó kinh khủng chứ kìa. Nó có một cái cánh bườm ở trên lưng thì vậy. Ồ, hấp dẫn chưa. Bên đây chúng ta có được em Dinonychus nè. Ồ, đây là khủng long. Cái móng của con này nó cong thì thôi rồi luôn đó các bạn. Phía bên này thì chúng ta có được em Gallimimus nha các bạn. Đó, đây là loài khủng long á. Nó ăn tạp với chữ nè. Vừa có thể ăn thịt nè, vừa có thể ăn thực vật luôn đó. Gallimimus. Nhưng mà mình để nó chung với các cái loài ăn thịt luôn đó nha các bạn. Bên này thì chúng ta có được Velociraptor nha. Một loài khủng long khá là nổi tiếng đối với các bạn luôn đó. Velociraptor. Ui, nó nhìn đi đâu vậy. Chúng ta cùng tham quan nốt mấy em khủng long ăn thịt còn lại luôn nha các bạn ơi. Đây là Ceratosaurus nè. Wow, thì nó khá là hấp dẫn luôn nha. Ui, mà cái thước nó hơi bị nhỏ một xíu đó các bạn ơi. Bên đây thì chúng ta có được một em khủng long khá là tí hon, tên là Compsognathus nha các bạn. Đây là Compsognathus nè. Trời ơi, nó có tí hon à. Ôi, đứng chưa bằng mình nữa. Đây là khủng long á, được mệnh danh với kích cỡ bằng một con gà Tây đó các bạn ơi. Tí hon vãi chưởng à. Nhưng mà nó lại là loài ăn thịt, nó mới căng. Và phía bên đây chúng ta lại có được một em khủng long khá là to luôn. Đây là Allosaurus nha các bạn ơi. Ồ, to kinh khủng khiếp luôn đó. Rồi, thế là xong cái bảo tàng khủng long ăn thịt rồi. Và những cái cây hóa học này nó đã chuyển màu nữa nè các bạn ơi. Hình như một ngày nó chuyển một màu thì phải. Bên đây lại là màu vàng nữa nè. Thì mình dự định hồi sinh luôn mấy cái cây cổ đại ở trong cái bảo tàng này luôn nha các bạn ơi. Đó, mình có chừa chỗ cho tụi nó nè. Thì cái bảo tàng nguyên vẹn này á, chúng ta có được 6 cái loại cây nha. Hai bảo tàng là 12 loại cây nè. Tổng cộng là 16 loại cây. Đó, vừa đủ cho chúng ta luôn đó. Đây nè các bạn ơi, hấp dẫn hấp dẫn. Mình đều đặt mấy cái glowstone ở đây cho quái nó khỏi xuất hiện đó. Rồi, đi xuống thôi nè. À, phía bên cái bảo tàng còn lại thì nó cũng y như vậy thôi. Nói chung là giống y chang nhau à, không có khác gì đâu. Rồi, bên đây chính là bảo tàng của các loài khủng long ăn thực vật nha các bạn ơi.
À và trong đây nó có luôn một cái loài đó chính là Pteranodon. Loài này thì không ăn thực vật, ăn cá với lại ăn ốc anh vũ thì phải. Đây là Pteranodon nè. Trời ơi. Đó, nhìn rất là hấp dẫn nha bạn ơi. Bên đây chúng ta có được một em Cryosaurus nha. Wow, nhìn nó nè, kích thước nó có chút xíu à. Bên đây thì chúng ta có được một em Confuciusornis nha bạn ơi. Đây là loài chim khổng tử nè. Chim khổng tử cổ đại. Ồ, nó có tí hoang à. Ở đây thì chúng ta có được một em khủng long, cái đầu nó rất là cứng luôn nha các bạn ơi. Ồ, cái chóp sừng ở trên đầu nè, bao cứng luôn đó. Đây là Bachycephalosaurus nha, cái tên nó dài vẻ chữ luôn á, nên là mình phải biết nó hai dòng đó các bạn ơi. Đây nè, Bachycephalosaurus. Ủa, cái gì nó sáng lên vậy? Có vẻ như nó chưa lót cái ánh sáng lên thì phải. Mình tưởng là cái bảo tàng này nó hiện đại chứ. Đây mình có nhốt một cái em bò nữa để mà tiện cho cái việc vắt sữa đó các bạn ơi. Đó, và phía bên này thì chúng ta có được một em Ankylosaurus nha. Cái đuôi con này thì nó cứng thôi rồi luôn các bạn ơi. Đó, nhìn cái đuôi nè. Trời ơi, kinh khủng lắm. Bảo tàng này á thì mình cũng vẫn trang trí y chang hai cái bảo tàng còn lại thôi, nó cũng không có khác gì cả các bạn à. Đó, cũng đều là tranh ảnh nè. Ui, và hình như cái cây hóa học nó đã chuyển màu nữa rồi nè. Nó lại chuyển sang cái màu hồng rồi đó. Wow, hấp dẫn nha. Rồi thì chúng ta sẽ cùng lên tham quan tầng 2 thôi các bạn ơi. Đây chính là tầng 2 của bảo tàng khủng long ăn thực vật nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy được cái loài rất là khổng lồ luôn, đó chính là Brachiosaurus nha. Ui và nó to kinh khủng luôn đó các bạn ơi. Đó, đi ra xa thì nó sẽ bị lót mấy cái xương này đó. Ui nhìn nó nè, to khủng khiếp luôn đó các bạn à. Ồ, hấp dẫn nha. Bên đây thì chúng ta có được Triceratops nè các bạn ơi. Ồ, khủng long ba sừng. Đúng mà, nó ba sừng thiệt mà. Có cái sừng ở trên mũi thì nó hơi bị nhỏ một xíu thôi. Mình cũng có trang trí với cái hoa hướng dương ở đây nữa nè. Phía bên này thì chúng ta có được em Parasaurolophus nha các bạn ơi. Đó, cái tên khá là khó đọc luôn. Wow, nhìn hấp dẫn nha. Hình như cái sừng ở trên đầu của nó là cái công cụ để mà nó tự vệ đó các bạn à. Ui, nhìn hấp dẫn chưa. Parasaurolophus. Tiếp theo sẽ là hai cái loài cuối cùng, đó chính là Stegosaurus nha các bạn ơi. Ồ, nhìn nó hấp dẫn chưa kìa. Stegosaurus. À, và em cuối cùng đó chính là Pterygnosaurus nha. Ồ, đây cái móng tay của nó rất là kinh khủng luôn đó các bạn ơi. Đâu rồi, em đó đây nè các bạn ơi. Pterygnosaurus. Ui, từ cái bảo tàng nhìn ra nó cũng khá là hấp dẫn đó. Nói chung thì nhờ mình lắp mấy cái reinforced glass đó, nên là ánh sáng nó chiếu vào trong đây nó cũng đỡ đi được cái phần nào rồi đó. Sao có mấy em nhện nó kêu kêu vậy ta? Nhện nó đâu vậy? Hình như là nhện nó nằm ở dưới sàn đó các bạn ơi. Rồi, xong rồi đó. Thế là cuộc tham quan bảo tàng của chúng ta tới đây là kết thúc rồi nha. Trời ơi, hấp dẫn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi về thôi các bạn à. Ăn miếng thịt cái đã. Thì cuộc tham quan này á, nó kéo dài 3 ngày 2 đêm đó các bạn ơi. Thôi đi xuống thôi nè. Ui, cái em bò này vẫn nhảy. Thì chắc trong các cái tập kế tiếp á, mình sẽ tiến hành hồi sinh các cái loài cây cổ đại này luôn nha các bạn ơi. Đó, rất là nhiều loài luôn đó. Tổng cộng là 16 loài mình chưa hồi sinh nha. Có một loài là Paleorap, mình đã hồi sinh lâu lắm rồi đó. Rồi thì tạm biệt bảo tàng này nha bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ đi ra ngoài thôi. Thế là xong rồi. Thì video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.